Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tới một cái vị trí là mặt tiền đường để kinh doanh buôn bán nha cô chú anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc số 128 đường Miếu Gò Sòi thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân của chú anh chị ha. Vị trí ngôi nhà của mình là kết cấu là một trệt, một lầu, một sân thượng ở bên trên nha. Thì đường trước nhà của mình đây. Vị trí này của chú anh chị mình sẽ ra đây tới cái đường đó là đường Gò Sòi ha, hướng ra vị trí mặt tiền đường Gò Sòi. Và đây là vị trí mặt tiền đường để kinh doanh buôn bán nha cô chú anh chị. Ở đây thì vị trí mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, ở hướng này mình ra bên Gò Sòi, hướng ra bên chợ Gò Sòi ha, hướng ra bên Tân Kỳ Trung Quý và đường Lê Quân Quế. Còn hướng ngược lại này á là mình sẽ đi về đường số 22 nè, hướng ra đường Miếu Gò Sòi, rồi hướng ra đường số 14 ha, đường số 14 của Lê Văn Quế. Nếu mà mình rẽ phải cô chú anh chị mình sẽ đi về bên Lê Văn Quế luôn ha. Thì vị trí ngôi nhà mình là căn này, một trệt một lầu một lửng, một trệt một lầu một sân thượng ở bên trên ha. Thì đường trước nhà này là đường nó rộng khoảng có chừng là 5m nha cô chú anh chị. Đường nhà mình là đường trải nhựa ha. Thì nhà mình lộ giới vô hơi nhiều nha cô chú anh chị. Đó, lộ giới của ngôi nhà mình là vô tới bên trong này luôn nè, ngay chỗ cái ban công này luôn nè. Đó là cái lộ giới của ngôi nhà mình. Thì ngôi nhà của mình á là ngang á là để ông Hoàng coi lại cho kỹ rồi báo cho cô chú anh chị mình ha. Nhà mình là ngang 4m và chiều dài của ngôi nhà mình là 14m nha cô chú anh chị. Lộ giới của ngôi nhà mình là hết 7m rưỡi ha. Còn cái phần bên trong là nó còn được 6m rưỡi cô chú anh chị ha. Nhà kết cấu một trệt một lầu một lửng ha, một trệt một lầu một sân thượng. Tổng diện tích đất của ngôi nhà mình là 55,8m² nha cô chú anh chị, 55,8m², nhưng mà nhà mình chỉ có xây dựng là 25,6 thôi. Thì chừa lại là cái phần không gian, đó là phần không gian lộ giới của chú anh chị ha. Ở thì đường này là đường trước nhà của mình đây, đường này vị trí kinh doanh buôn bán được nha. Ở hướng này cũng vậy cũng là cô chú anh chị ơi, hướng này thì mình đi ra bên đường Gò Sòi nè. Ở nhà mình thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha, mua bán thì chỉ công chứng sang tên. Nhà thuộc mặt tiền đường của đường Miếu Gò Sòi. Ở hướng này mình đi ra bên đường số 14 nè, đường Lê Văn Quế nè, ra ngay chỗ chợ Lê Văn Quế ở hẻm 264 của đường Lê Văn Quế ha. Ở nhà hiện tại là chủ đang kinh doanh là buôn bán tạp hóa nha. Căn nhà này hiện tại chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 4.200.000.000 và giá này thì chủ bất lọc cho cô chú chị mình nha. Giá này thì chủ bất lọc ha. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, một trệt một lầu một sân thượng ở bên trên ha. Ở căn này hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng nam. Ở hướng nam nha cô chú chị, hướng này hướng nam ha. Ở đường rộng 5m, đường trải nhựa nha cô chú anh chị. Ở đây thì cô chú anh chị mình di chuyển thoải mái luôn. Hẻm này, đường này đường xe hơi vào đến tận bên trong nhà, vận chuyển đồ nó cũng khá là dễ dàng ha. Ở hiện tại đang kinh doanh quán tạp hóa nè. Ngang 4m và chiều dài vô trong là 14m nha cô chú anh chị. Có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ quay ở dưới cái phòng khách cho cô chú anh chị mình xem ha. Tại vì ở bên trên lầu hơi bừa bộn, với lại cái khu vực sân thượng nó cũng hơi bừa bộn nên chủ không có quay bên trên được nha cô chú anh chị. Thì ông Hoàng sẽ quay bề mặt ở dưới cho cô chú anh chị mình xem thôi ha. Hiện tại ngôi nhà đang thuộc số 128 đường Miếu Gò Sòi thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân nha. Đây bên cái này là mặt tiền phía trước của ngôi nhà mình đây. Ở phía trước của ngôi nhà mình hiện tại đang kinh doanh quán tạp hóa nè. Nhà thì chủ có làm là hai lớp cửa ha, đó là lớp cửa sắt có lá ở bên ngoài và một lớp cửa sắt kính ở bên trong ha. Ở mặt tiền thì ốp gạch nè, ở bên này là máy tôn nè, ở để kinh doanh tạp hóa nè. Ở đường xá thì rất là rộng, ở đây rộng rãi nha cô chú chị. Ở đường thông thoáng, lưu lượng xe qua lại cực kỳ đông luôn. Đó, bên trong ngôi nhà đây ha, khu vực này là khu vực ở dưới phòng khách ha, vô khu vực em qua em trong nha. Ở khu vực này là khu vực phòng khách của ngôi nhà mình. Nhà mình là đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Sàn của nhà mình là sàn đúc bê tông cốt thép ha. Cầu thang cũng là đúc bê tông cốt thép luôn. Ở đây là khu vực này là khu vực phòng khách nè. Khu vực sân phía ngoài này thì hiện tại là chủ đang thiết kế để làm cái khoảng không gian để kinh doanh quán tạp hóa nha cô chú anh chị. Ở đây thì lưu lượng xe qua lại cực kỳ đông luôn. Ở này mình đậu xe nè, cô chú anh chị nào có xe hơi mình đậu xe hơi vô bên trong nhà mình được luôn ha. Hoặc là mình có thể kinh doanh tạp hóa đồ nó cũng dễ nè.
ở vị trí buôn bán phải nói là rất là nhiều mặt hàng. Ở đây là khu vực phòng khách ha. Bên trong sẽ là khu vực toilet và khu vực bếp của ngôi nhà mình ha. Vào bên trong sẽ là khu vực bếp nè. Bếp thì sẽ nằm bên tay phải. Toilet thì nằm ở bên trong. Đây khu vực này là bếp của ngôi nhà mình. Ở đây là cầu thang để mình đi lên bên trên. Ở cầu thang thì đúc bê tông cốt thép, tay vịn thì bằng gỗ nè. Ở bên trong thì sẽ có khu vực toilet ở bên trong nữa. Nhà còn tương đối nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng ha, để mình qua mình xem cái vị trí ngôi nhà này với cái số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Hiện tại thì cái lầu 1 và cái sân thượng thì Nguyễn Hoàng không có quay ra được nha cô chú anh chị. Thì hiện tại là không có quay lên được nha. Tại vì hiện tại là ở trên đó là rất là bừa bộn nên Nguyễn Hoàng không có quay lên bên trên được cho cô chú anh chị mình xem. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ đưa cho cô chú anh chị mình coi cái tổng cái sơ đồ đất của ngôi nhà mình. Đây, vị trí sơ đồ đất của ngôi nhà mình, ngang 4m, chiều dài là 14m ha. Ở tầng 2 của ngôi nhà mình nè, rồi tầng sân thượng nè. Nhà mình thì xây dựng là ngang 4, dài 6m rưỡi, gần 6m rưỡi. Còn 7m rưỡi là khoảng không gian sân của chú chị. Thì sau này nếu mà mở đường thì cái đường này nó rộng ra là 20m nha cô chú anh chị. Nhưng mà đảm bảo của chú anh chị mình chắc chắn là sẽ không có làm ha. Đường này thì rộng 5m sẵn rồi. Đường này rộng 5m sẵn rồi nè. Rồi hướng này thì mình đi ra vị trí miếu Bò Sòi, hướng ra Lê Quân Quế, ra ngay chỗ chợ Lê Quân Quế ha. Còn hướng ngược lại này thì mình sẽ đi về bên đường Gò Sòi, hướng ra chợ Gò Sòi nè, ra đường số 18B. Ở đây thì vị trí kinh doanh buôn bán, lưu lượng xe qua lại đông đúc ha. Thì ngôi nhà mình hiện tại đang có địa chỉ là 128 đường miếu Gò Sòi, thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Nhà kết cấu một trệt, một lầu, một sân thượng ha. Ngang 4, dài 14m. Nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng nam. Chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 4,2 tỷ, giá bớt còn bớt nha cô chú anh chị, bớt lọc ha, giá còn bớt lọc. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm, mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Nhớ bật chuông thông báo, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị.